À, Thành Nguyên mới chào tất cả quý vị thân mến. Sau 1 giờ đăng tải đó quý vị. Vâng, sau 1 giờ đăng tải cái clip của chú Mai Quý Dũng đi tìm thân nhân ở bên nội ở Khánh Hòa. Dạ. Thì đã có một người đàn ông, chú tên là chú Đặng Ngọc Sang, đã liên hệ với Thành Nguyên và chú chia sẻ cho Thành Nguyên rằng là chú nghi ngờ cái dòng họ mà chú Mai Quý Dũng đang đi tìm là ở đâu. Vâng, và Thành Nguyên đã có một cái buổi trò chuyện với chú Sang để hiểu rõ hơn cái câu chuyện đó. Thì trước khi mà Thành Nguyên có cái cuộc trò chuyện với chú Sang đấy, thì Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ xem lại cái buổi phỏng vấn giữa Thành Nguyên và chú Dũng để biết được rằng là chú Dũng đi tìm thân nhân ở bên nội của mình như thế nào nha quý vị nhé. Mời quý vị. Chú muốn tìm dòng họ của ông già là Mai Quý Xuân. Là bên ba của chú đó hả? Là Mai Quý Xuân là cha ruột của chú á. Giờ À, muốn tìm bên nội á. nhưng mà ba của chú là trước đây đang sống với chú hay là bây giờ chú mới đi tìm cả ba cả bên nội? Lúc hồi chồng Mỹ đó là ba ông đi lính vô Cần Thơ gặp mẹ rồi sanh ra được chú rồi ổng mất. À, như vậy là ba của chú thì là chú biết nhưng mà bên nội thì chú không biết. Lúc đó là chú nói thật là chú cũng không có biết mặt ba nữa, bị gì ở với bà già rồi sanh ra chú rồi ông già mất, là lúc đó chú chưa biết. Rồi mẹ của chú bây giờ có còn khỏe không? Mẹ chú bây giờ cũng mất 9-10 năm nay, cũng bảy mấy rồi đó chứ, mất À, cũng mất được gần 10 năm nay. rồi. Rồi cho con hỏi thế rồi chú tìm thân nhân ở bên nội đó thì chú có biết ông nội của mình họ tên gì không? Biết ông nội thì Mai Ngọc Điệp, bà nội Mai thì Đoàn Ngọc Thị Quê. à, Ông nội là Mai Ngọc Điệp. đúng rồi. Bà nội là Đoàn Thị Quê. Rồi Ngày xưa cái địa chỉ của bên nội là ở đâu chú có biết không? trong chú không biết mà cái bộ hồ sơ của ông già để còn để lại chú giữ tới bây giờ, hồ sơ đi lính á là chú giữ là bên quân tiếp vụ đồ này nọ đồ đầu đồ của ba đó, là chú còn giữ lại hết, là ở xã Vạn Thành, xã Giang Thân, huyện Tân Mỹ, tỉnh Khánh Hòa. À, ở xã Giang Thanh, huyện Tân Mỹ, tỉnh Khánh Hòa. Thế thì hiện tại là chú Dũng đang ở đâu? Chú hiện giờ chú ở ở Cần Thơ, mà bây giờ chú lên Bình Dương chú mà ở trên này cả 10 năm nay nè. Dạ, con chào chú ạ. Chú chào Thành Nguyên cùng đại gia đình, chúc sức khỏe gia đình cháu cùng đại gia đình của thành viên đã và đang xem chương trình Thành Nguyên kết nối yêu thương. Con Sức cảm khỏe. ơn chú. Chú có thể cho con biết quý danh của chú được không ạ? Chú tên Đặng Ngọc Sang. Chú Đặng Ngọc Sang. Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1949. Năm 49 như vậy là năm nay là 70 74 rồi chú. 74 74 mà còn phong độ quá nha. chú còn khỏe lắm. Chú không hút thuốc lá, không uống cà phê, không cờ bạc, rượu bia thì có, trai gái cũng không luôn. Quá tuyệt vời nha. Ngày hôm nay đó kính thưa quý vị thân mến thì chú Đặng Ngọc Sang có thông tin cho Thành Nguyên một cái tin cũng khá là quan trọng. Cách đây 1 tiếng đồng hồ Thành Nguyên có đăng lên một cái clip của chú Mai Quý Dũng là đi tìm thân nhân ở bên nội. Thì sau khi mà chú Đặng Ngọc Sang xem thì chú đã gọi cho Thành Nguyên liền. Vâng, thì không biết là cái câu chuyện đó nó như nào, chú Sang có thể chia sẻ cho con nghe được không ạ? Bây giờ cho chú nói nha. Chú á, là quê chú là ở ngoài Bình Định, chú lấy vợ ở Vạn Ninh năm 1971. Nhưng mà cái dòng họ Mai đó với chú là rất thân. Dòng họ Mai. Mà cái địa chỉ của cái chú Dũng nói là sai rồi. Chú đọc sai tại nó không có dấu vết đó, nó mờ rồi. Cái địa chỉ chính xác là thôn Tân Mỹ,
À, thôn Tân Mỹ. Thôn Tân Mỹ, xã Vạn Thạnh, Dạ. xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Dạ. tỉnh Khánh Hòa. À, Vạn Ninh Khánh Hòa À, nay là thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. ha. Dạ. Bây giờ cho chú nói tiếp với dòng họ Mai nè. Dạ vâng. Dòng họ Mai á thì cha của chú đó là chú không biết nha, nhưng mà chú biết là bác dòng họ Mai ở đó đó, tức là ông Hổ, vợ của ông Hổ đó, ông già rồi, ông nay ơi cũng cỡ 97 98 tuổi đó, nhưng mà vợ của ông là vai vế đó, là chú vợ ông á, là vợ của chú là kêu vợ ông bằng chị. À, giống như là bạn À, cùng chèo vậy đó ha. tức là cha của con Phụng đấy, kêu con Phụng cho nó lớn rồi, nó Dạ. một tuổi với chú đó, nó một tuổi sửu á, cái con Phụng á, Dạ. mà cái dòng họ Mai này á là ông Hổ, rồi ông B. Ông B là một thương gia nổi tiếng về trầm nhang của Kỳ Nam đó, Dạ. thương gia Kỳ Nam Trầm Kỳ đó, của Dạ. huyện Vạn Ninh cái thời điểm thập niên 7 80 của thế kỷ trước á, 7 80 90 của thế kỷ trước á Dạ. nè, tức là cái ngay cái chỗ cái dòng họ của ông của chú Dũng nó nói đó, là tới ngay cái cây sọt, Cây gì chú? cứ ra tới ngay thị trấn Vạn Giả, là bảo xe ôm á, là từ ngay cái bùng binh thị trấn Vạn Giả đó, ngang xuống xe ngay bùng binh đó, bảo xe ôm nó chở xuống cây sọt, chỉ có 30.000 thôi, 20.000 thôi Ngay chỗ thị nghe. trấn Vạn Giả đi xuống đó là cây sộp và chú. À, ngay cái chỗ cây sọt, hiện nay cây sọt nó vẫn còn đó, cháu À. biết cái cây sọt là cây cây cổ thụ đó, ngay cái cây sọt đó là tới ngay đó hỏi nhà B. À, ông B, ông Hổ. Dạ. Ông B Ông này B, có ông tên Hổ. gọi là ông Hổ. Không, ông B và ông Hổ, tức là hai anh em đấy. À. Dạ. À, ông Mai. Chỉ biết ông B, ông Hổ, biết họ Mai, nhưng mà không 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 biết cái tên ở trong giấy tờ ông là gì hết á. Như vậy là ngày xưa ông Hổ này là lấy chị, còn chú Sang là lấy em. Em họ thôi, họ xa xa thôi, À, chứ không có em đùa. họ xa xa. Nhưng mà vai vế đó, vai vế chứ ổng này chín mấy trăm tuổi rồi, chín mấy tuổi rồi mà, Vâng. ổng chín bảy chín tám tuổi chết lâu rồi. Dạ. Còn chú rời Vạn Ninh nay là 30 năm rồi, hiện nay chú đang ở số nhà 37/5 đường 22, đường 22 khu phố 4 phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. À, thì có thú Đâu, đức cứ tới ha. ngày đó là hỏi là cái dòng họ Mai bây giờ vẫn còn ở đó, mà cái dòng họ đó là không phải dòng họ nghèo nghe, dòng họ là ngày xưa là cái dạng địa chủ á, dạng khá giả đó. À, Yeah. Như vậy là ngày xưa chú Đặng Ngọc Sang là ở vùng ngoài đó luôn, rồi sau này mới chuyển vào trong này. và chú lấy vợ sinh con đẻ cái đó được, chú mới chuyển vào trong này. À, Yeah. Thế rồi chú Sang cho con hỏi là cái thông tin mà chú Mai Quý Dũng chia sẻ đó là có ông nội là Mai Ngọc Điệp và bà nội là Đoàn Thị Quê, thì không biết là chú Sang có biết không? chú không biết, nhưng mà ngay cái địa chỉ đó đó, tại vì cái thôn đó là cái thôn Tân Mỹ, mà ông coi giấy tờ là ông nói sai rồi đó, cái trong giấy tờ đó lâu quá rồi nó bị lệch chữ trong đó, chứ nó là cái thôn Tân Mỹ. Dạ. Ha, thôn Tân Mỹ, xã Vạn Thạnh, Dạ. huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, chứ không phải nói như trong trong hồi nãy trên tivi mà anh ấy đọc, chú đây là đọc đầu sai Dạ. rồi. Vâng. Cứ tới ngay cái sọt hiện nay là nhà con của ông B rồi đó, là thằng Rạng, tụi nó cũng lớn hết rồi, chú kêu thằng cho nó lớn hết rồi, rồi nó hàng U60 rồi á, thằng Rạng, thằng Hùng, thằng Tấn nữa là con bé, là cứ tới ngay cái sọt, cứ bảo ổng là ra tới ngay cái sọt là cứ hỏi cái dòng họ Mai là ai cũng biết hết rồi. Vâng, thế thì con lại phải nhờ cộng đồng thêm một lần nữa. Có nghĩa là ngày hôm nay đó thì chú Đặng Ngọc Sang chia sẻ cho con rằng là thân nhân bên nội của chú Dũng này là ở thôn Tân Mỹ, xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. À, Dạ. như như vậy được được ngang đó, để chú điện về con em vợ chú Dạ. nha,
nó chạy xe suốt. Vâng. Sáng mai vâng, được thế thì tốt nó quá. chạy xe suốt. Nó chạy xe xuống, nó hỏi mà chắc gì sợ người ta không có cho số điện thoại, tại vì không có thân. Vâng, thì con nhờ chú cứ nói rằng là có người tìm cái dòng họ bên nội của người ta thôi, thì con nghĩ là người ta cho thôi. À rồi 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 Vâng. rồi, như vậy là để chú điện về quê. Bảo mấy mấy đứa cháu hoặc là cái cô em vợ đó nha, cô Dạ. chạy từ 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 nhà nó mà xuống nó là đi có 3 phút à, Ồ, gần thế nhỉ. kiểu Dạ. ở ngay thị trấn giả luôn mà cũng thôn Long Mỹ luôn mà. Dạ dạ. Nhà chú là hồi đó là ở số 2, là bây giờ kêu khóm 2 đó nha. Dạ dạ. Đó, ổng cũng ở khóm 2 luôn, cái dòng họ nhà ông B cũng ở khóm 2 luôn. Dạ. Mà ông ở dưới sát á, ở dưới ngay cây sọt á, Vâng. tức tức là ông ở ngay cây sọt đó, tôi mà tức là gần rồi đó. Dạ, thế thì con nhờ chú Đặng Ngọc Sang, nếu mà ngày mai có bà cô mà đi xuống đó đó thì hỏi giùm cho con cái, thì bây giờ là có chú Mai Quý Dũng đó, là có ông nội là Mai Ngọc Điệp, bà nội là Đoàn Thị Quê, còn cha của chú Dũng này là Mai Quý Xuân và mẹ là Lê Dạ Thị vâng, Quyến. để chờ chú lấy cái viết cái giấy, chú ghi Vâng. tên nó cái đã nghe. Rồi bây giờ là như này, thì con đã cung cấp cho chú cái thông tin ở bên nội của chú Mai Quý Dũng này cho chú Đặng Ngọc Sang. Thì có gì con nhờ chú Sang ngày mai, con nhờ bà cô đó để qua đó hỏi giùm cho con cái là nhà chú Dũng là có những người ông bà cha mẹ là tên đó vậy đó, thì có ai là thân nhân người thân của mình là có những cái tên đó không? Thì nếu như mà có những tên đó đó thì mình không cần phải xét nghiệm ADN nữa mà nó là đúng luôn á. Rồi con cảm ơn chú Đặng Ngọc Sang rất nhiều. Con không nghĩ rằng là mới đăng lên có 1 tiếng đồng hồ mà cái clip nó lại lan tỏa đến chú, rồi chú lại xem rồi chú chia sẻ cho con Tại câu chuyện này. chú cắt ngang cho chú nói nè. Chú thì bây giờ thì cũng không có đi chơi đâu hết á, ở Vâng. nhà rồi có gì cứ buồn 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 mở coi, mở coi của chương trình của cháu, coi Vâng. nó vui rồi mình cũng đưa nước mắt hộ với người ta, Dạ. cũng đưa nước mắt hộ với người ta đó, nói vậy thôi chứ bây giờ có làm gì đâu con, ở nhà không làm gì hết. Yeah. Giờ lớn tuổi rồi. Yeah. Chú mới vừa mở đây chứ mấy, chú thấy bắt đầu là chú mới kêu, coi như là chú bật đi bật lại, bật đi bật lại thấy cái số điện thoại, nên là chú gọi liền cho cháu đấy, là chú nói cái này nó nói sai cái địa chỉ rồi, nói Dạ. không? Cái địa chỉ nó không phải vậy đâu. Cháu coi lại trong trong giấy khai sinh với là cái đăng ký cái thôn của cái hùng thú của ông bà đó, coi Dạ. kỹ lại đi, là nó là thôn Tân Mỹ trong đó chứ không phải Dạ là đúng. Xuân Mỹ. Dạ đúng rồi. Cháu cháu biết không, là cháu nói lại với cái chú Dũng đừng đừng có nói như vậy, là lên trên đài truyền hình đó mà nói như vậy là nó ảnh hưởng tới vấn đề, nó khó lắm. Người chú nói sai cái địa chỉ thì làm sao công an người ta biết, Dạ đúng rồi. làm sao người ta biết mà bảo người ta không ấy. Chứ thực tế đó, nếu mà bây giờ đó mình cứ thử đi một vòng thôi, mình đến mình hỏi là người ta sẽ cung cấp à, nếu mình nói trúng người ta sẽ chỉ ngay cái địa phương mình đến. Vâng. Nó cái đó là có lỗi đó, sai đấy. Dạ. Cảm ơn thông tin của chú Sang rất nhiều. Chứ nó là cái thôn Tân Mỹ, là chú là số 2. Số 2 là bây giờ kêu khóm 2 á nghe. Còn còn ổng là ở dưới khóm 1 á. Dạ, cũng gần nhau Ở hết dưới chứ. cây sọt á. Dưới cây sọt là khóm 1. Từ khóm 1 lên tới ủy ban nhân dân thị trấn, tới ngay cái trường tiểu học của thị trấn á, rồi mới mới tới nhà chú. Đó. Thì chú khóm 2 cũng gần có mấy phút ngồi à. Chứ mà dòng họ Mai ở đó có bụng người tại vì á, do cái chỗ về là chú Miêu quả quyết nè, ngày xưa bà nội gửi băng đa là chỉ cái dòng họ Mai có tiền, nói thẳng luôn đó, mới gửi gửi băng đa vô cho con.
cái thời đó đó, cái bà vợ ông B á, cái nhà của ông B rồi là hồi đó là buôn bán Tam Kỳ nha, ông Hổ, ông Cho con Hổ thì hỏi. Thế rồi cho con hỏi là ông B và ông Hồ này là hai anh em ruột, nhưng mà theo chú thì với nếu ông nội, là ông Mai Ngọc Điệp thì theo chú là có quan hệ như nào? chú không biết nha, nhưng chú biết chắc chắn là ở ngay ở dưới thôn Tam Mỹ, là cái thôn Tam Mỹ thôn của chú ở đây mà chỉ có một một bọn người à nha. Mà cái ông sinh năm 1940 này á là phải là em ông bè, ông Hổ và ông Bê À, phải em ông Hồ à, và ông Bê. à, Nè. em ông Hổ và ông Bê còn có ở nhà ông mấy anh em lận là... Nè. ngày xưa là Nè. cái là nhà ổng là cũng có tiếng tăm lắm, cứ Nè. tới ngay thì trăng vào giả và xuống xe nói xe ôm á, chở tới nhà bè là chở đập tới à, chứ không có khỏi cần đi đi đâu hết á. Nè. Nên còn cái thằng con trai ông B á, là cái tiệm vàng Ngọc Rạng á, bây giờ nó không còn làm cái tiệm vàng Ngọc Rạng nữa à, coi như là cái tiệm vàng đó là nó tan cuộc rồi Rồi à. thì con nhờ chú Sang, có gì ngày mai chú nhờ bà cô ghé qua đó hỏi giùm cho con tí nhé. Rồi có Rồi gì báo rồi lại rồi, giùm con nhé. có gì chú điện lại chú báo cho cháu Con nha. cảm ơn chú Sang rất nhiều. Con Chứ cũng còn chúc cho cái này chú. chắc chắn rồi, không Chắc chắn. là gì cái khoảng ngay ngay cái thị cái thôn Tân Mỹ của chú là con bụng tay à, hồi đó là chú cũng cũng có tiếng ở quê lắm á. Chúng đi buôn kỳ nam mà Vậy hả chú? Rồi con cảm ơn chú Sang rất nhiều. Rồi có sao đó thì con nhờ chú ngày mai thông tin giùm con với nhá. Vâng, cảm ơn con nghe, chúc sức khỏe đại gia đình nha. Con chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi chào cháu nha.